Rồi xin chào anh em nha, hôm nay mình về được tập mâm sao biển khán đĩa nha anh em, mâm sao biển đĩa nằm lỗ nha, hàng đai xin nha anh em, hàng đai xin mâm sao biển khán đĩa với mấy cái bình xăng quen phai 110 với mấy con heo dầu của Yamaha nha anh em, giá bao tốt cho anh em nha. Rồi bây giờ trước tiên thì mình quay cho anh em xem là heo dầu nha anh em. Con heo dầu trước. Heo dầu trước này là mình xài cho nô cho 135 luôn nha anh em. Nè. Xài cho 135 luôn được nha anh em. Cái này anh em nào mà rảnh á, chế gắn cho quay ghim Trung Quốc hoặc là ZX đều vẫn được nha anh em, chế lên xe Honda vẫn được nha. Cái này là heo dầu da. Heo dầu Yamaha. Bố còn gắt vậy nha anh em, hàng còn bao đẹp. Hàng này là mình xài cho xe Jupiter vẫn được luôn nha anh em. Heo Jupiter nè, heo 2 bít tông. Nói chung con heo xạo dầu của anh em 2 bít tông là mình mua về là xài chung được luôn nha. Dạng như là Jupiter, rồi Guita với hàng 135 nha anh em. Nói chung là xài chung hết. Cái heo dầu này nè, cái này là hàng zin nha anh em, zin hết nha. Còn đẹp hết nha. Cố thắng còn dày đẹp hết, không có con nào bị lỗi lầm gì nha anh em. Này là mình xài cho 135 là đúng luôn nha anh em. 135 là đúng đúng đời nó luôn nha. Cái nào cũng còn đẹp hết. Bao anh em là đang hoạt động bình thường. Rồi con heo này thì mình bán cho anh em có giá là 250.000 một con nha. 250.000 một con heo dầu. Đó, quá rẻ nha anh em, 250.000 một con. Zin hết nha. Ốc tán còn đẹp hết nha, không có bị hư gãy ốc gì hết nha. Rồi 250.000 một con heo 135 Jupiter nó xài chung. Anh em nào mà xài nô 3, nô 2 gì đó có hư thì mình vẫn mua giờ mình xài chung được nha anh em. Cái này là xài chung với nô 2, nô 3 nè. Đó, xài chung hết 250.000 con heo này nha anh em. Rồi tới thùng xăng. Thùng xăng này là thùng xăng quay 110 nha anh em. Đó, thùng này là toàn bộ là thùng xăng quay pha 110 hết. Quen pha 110 nè anh em dòm nè, có báo xăng luôn nha, y như mới luôn nha anh em, quá đẹp luôn đó anh em dòm nè, còn rất là đẹp. Nắp xăng nè, đó nắp xăng zin luôn nha anh em. Thùng là không, thùng ở trong là không bị xét một gì hết nha anh em. Ba anh em là không xét không một gì hết, báo xăng cũng như mới luôn nè, báo xăng như mới, nắp xăng nè. Đó là anh hai anh em, mấy anh em mua cái báo xăng với nắp xăng này là dư cái bình xăng này luôn rồi, đi như mới luôn nha anh em. Quá trời đẹp luôn. Rồi cái bình xăng này nó có đầy đủ phụ kiện về bán cho anh em với giá là 250.000 nha anh em, 250.000 một cái. Cái này là mình bán cho anh em 250.000, bao ship cho anh em là báo xăng còn đầy đủ luôn nha anh em. Báo xăng 110 còn đầy đủ luôn nè. Đó, nắp bình xăng đẹp luôn. Đó, 250.000 một bình, bao ship cho anh em, bình nào cũng đẹp hết nha. Bình nào cũng đẹp cho anh. Có bình này cái nắp nó hơi đen thế nè, nó hơi bị xét nè. Nắp cũng zin nè. Đó. Nhưng mà không biết sao mà nó bị đen thù lùi nè. Bị ten nè, còn báo xăng này rất đẹp nè anh em. Đó. Như cái này là như y như mới nha anh em. Quá trời đẹp luôn. Nè, zin hết. Chưa có dấu tháo ra luôn nha anh em. Cái nào như cái đấy nè. Lắp bình xăng bình nào cũng đẹp hết. Nó có ống nha nè, nó có ống hơi nè, 110 quanh pha 110 nha anh em. Anh em nào muốn chế xe không, xe mình không có xài 110 cái ống hơi này thì mình bít cái ống này lại mình vẫn xài bình thường được nha anh em. Đó, nhưng mình bít cái ống này lại là mình vẫn xài bình thường, không phải có cái ống mình mới xài được nha. Gắn cho quay ớt 110 rồi xài chung vẫn được nha anh em. Đó, báo xăng quá trời đẹp luôn. Cái này cũng đẹp hết. Rồi, cái bình xăng lớn mình bán cho anh em với giá là 250.000 bao ship nha. 250.000 bao ship, quá rẻ luôn nha anh em. Quá rẻ, 250.000 bao ship. Rồi, cặp mâm sao biển. Đầy đủ má nha anh em. Hàng này là hàng xịn sò nha anh em, đai xin nè. Đó, mâm đai xin thì anh em biết rồi đó, xài rất là chất lượng nha anh em.
mâm đai xin này nè, mấy mâm này xài bao chất lượng cho anh em luôn. Mâm mới bây giờ là không có chất lượng bằng nó luôn nha anh em. Đó, cái cùi nó là anh em giờ mà nó dày. Rồi cặp mâm đai xin nó có đầy đủ hết nha anh em. Má, mâm, đĩa, con sao biển đai xin quá đẹp nha anh em. Ba anh em là không công không gõn nha, không có lỏng bạc đạn gì hết nha anh em. Nè, bạc đạn cứng hàng luôn, đẹp hết nha nè. Cái này là máy sơn mới lại luôn nha. Giờ anh em chỉ việc gáp vô xe mà xài thôi, không cần thay, không cần làm gì nữa hết. Năm cây nha nè, để 5 lỗ còn dày lắm nha nè, để 5 lỗ này còn dày cùi nè, không bị mòn bị phết gì hết nè. Để này giờ mình xài ok luôn, đạn ống chỉ rồi đầy đủ luôn nha nè. Daisin hiểu nó Daisin đây nè, đó Daisin mâm đẹp. Ba anh em là không công không quản gì hết nha, 5 cây này thì bao chất lượng luôn, hiệu Daisin nè, quá đẹp, sơn sẵn nữa, giờ anh em chỉ việc gáp vô thôi, quá đẹp luôn. Ống chỉ rồi đầy đủ, rồi cái đĩa nữa nha anh em, đĩa còn dày đẹp. Mâm sau 1.6, bánh trước 1.4 nha anh em. Rồi cặp mâm Daisin này bán cho anh em với giá là 750.000 một cặp nha, 750.000 một cặp. Giờ anh em chỉ việc lắp vô xe thôi, không cần sơn phết gì lên nữa hết. Nó bên này mình sơn lại, bên này mình sơn lại đẹp rồi nha anh em. Giờ chỉ việc xài thôi, không cần sơn lại gì nữa hết. Rồi bình xăng 250 bao ship, heo dầu 250.000 luôn nha anh em. Mà heo dầu này anh em tự trả ship nha, bao ship bình xăng 250.000 bao ship thôi. Còn heo dầu cho anh em tự trả ship. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Nào có mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả đó nha anh em, dưới phần mô tả dưới trên video clip. Bên mình là ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng máy thanh toán nha anh em. Với cái số điện thoại đó mình cũng có Zalo đó nha anh em. Zalo anh em không cần kết bạn vẫn nhắn tin vô được nha anh em. Anh em cứ việc nhắn vô và mình thấy là mình điện lại cho anh em thôi. Anh em nào muốn mua cho địa chỉ gì đó, rồi mình thấy số điện thoại với địa chỉ của anh em là mình điện lại cho anh em, mình chốt đơn thôi. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.